3 năm về trước thì có rất nhiều các chị em là cái dịp Tết ấy, thì hay bay từ nước ngoài về để làm thẩm mỹ, nhưng mà 2 năm trở lại đây thì do Covid nên là cái điều đó giảm đi. Nhưng tôi nhớ rằng là 3 4 năm trước có một trường hợp là khách hàng khi bay về tới Việt Nam ấy để tìm đến tôi làm dịch vụ ấy, thì khách hàng khi tư vấn ấy, thì khách hàng nói rằng là chị muốn làm thu hẹp cái vùng kín. Rồi tôi mới hỏi khách hàng là ô thế sao chị lại bay từ từ xa đấy, từ bãi bên bên Đức về đây để làm dịch vụ đó. Thì chị chia sẻ là bạn của chị đã được tôi thực hiện cái dịch vụ đó rồi và chia sẻ rất nhiều cái điều tích cực về cái sự thành công sau khi đã thực hiện cái dịch vụ đó, và chính vì vậy là khách hàng bay từ bên Đức về đây chỉ để làm cái dịch vụ đó thôi. Đấy, thì qua câu chuyện này tôi muốn chia sẻ để các chị em nắm được là đó là một cái phần rất quan trọng của cuộc sống. Đấy, nghĩa là cái phần phần sinh lý giữa giữa người phụ nữ và người đàn ông, giữa vợ và chồng nó chiếm một cái phần rất quan trọng trong cuộc sống, nên là có các chị em mới chia sẻ những cái đặc điểm đó. Và khi mà người ta đã sinh hai, sinh ba, sinh bốn lần rồi thì cái phần đó đúng là sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái chất lượng của cái cuộc quan hệ, và khi sau cái cuộc phẫu thuật ấy, thì mang lại cái giá trị rất lớn vì là nó là một phần, nó là một phần của cuộc sống mà. Nên là đây là một cái mà tôi muốn chia sẻ để các chị em thấy được là một yếu tố rất quan trọng, đó là cái thu một trong những dịch vụ rất quan trọng, đó là dịch vụ thẩm mỹ vùng kín.